Rồi cô bác ơi, sáng nay mình lại tiếp tục nó sáng cho giấc này, muốn qua tới trưa rồi. Giặt đồ mới vô à, tại cỡ này máy cắt máy suốt đó cô bác, rồi người ta chạy suốt ở dưới kinh, rồi mấy cái ghe lúa rồi người ta chạy, thành chiều qua là không giặt đồ được luôn. Mình tới sáng nay gom lại đóng giặt, giặt mấy cái đồ này kia nữa à, tới giấc này luôn. Thì mình tranh thủ nó ngâm được mấy cái sườn non, tại bữa nay là ăn chay nguyên nhà, nói gì cho sang đi chứ nhà có hai người rồi nhà không có phụ nữ, nhà chỉ có đàn ông thôi, nhưng mà kiếm rau nữa là ăn là xong. Coi trong tủ mình còn cái gì, rau nhúc, đậu bắp, ăn đậu bắp đi cho nó gọn. Bắp này chắc nó cũng già chứ, tại vì đụng đồ cho, còn mình nó thì mình phải tự trang bị cho mình quá, có nghĩa là mình phải mua cho đủ cái số lương thực của mình ăn trong 5 7 ngày gì đó. Nhưng mà trong khi đó thì lại có phát sinh, có khi thì anh chị đem cho này cho kia, thành ra là nó tồn lại. Còn giả sử như cái đợt nào mà không có cho thì ăn nó vừa, nhưng mà mình mua thì không lẽ mình đợi mình đợi có người cho thì nó kỳ, phải không quá. Thành ra là mình mua đủ cho mình đi rồi có cho thì tính sao, chứ bây giờ mình đợi cho thì mình thiếu ăn rồi sao, phải không? Cũng hơi khó vậy đó. Tự có nghĩa là giống như cái câu người ta hay nói của câu phàm lúc nguy cấp hãy trông cậy những điều của mình chớ trông cậy những điều của người, có nghĩa là mình chờ đợi cái sự giúp đỡ của người ta không á. Thành ra mình cố gắng mình tự giúp mình trước, rồi chừng nào có người ta giúp á, thì mình mừng, còn không có thì thôi, chứ bây giờ mình đợi chờ người ta không thì nó kỳ. Nhiều người làm việc này việc kia á cô bác ơi, mong mong người này người kia tiếp không thì gì thì nó cũng kỳ. Mình nó cố gắng hết mình đi, ví dụ như mình đi núi đó cô bác ơi, ba lô đồ đạc hay gì đó thì mình cũng cố gắng mình sao mình xách hoặc là mình gói gọn sao nó vừa đủ của mình thôi. Rồi trong cái sức của mình cố gắng mình xách làm sao mà đi cho tới cái đỉnh núi hoặc là tới cái chỗ ngủ trọ hay gì đó, là mình can cái sức của mình sau đó cũng cố gắng cố gắng đi, chứ bây giờ mình trông chờ thời đâu phải có ai á, cho tôi gửi cái bọc đồ mình xách tiếp hay gì đó. Thường mình thấy đi núi là nhiều người vậy đó, không có tự lượng sức. Cái thứ nhất á là mình phải coi coi cái sức mình tới đâu để mình soạn đồ chuẩn bị mình đem theo nè. Cái thứ hai là những cái lúc mà cần thiết á thì mình đã gửi nó ở dưới cái chỗ mà tập trung xe rồi, thì xe ôm người ta đem lên một món đồ, ví dụ như món đồ là người ta đem mình là người ta lấy mình 10.000 đồng một ba lô, phải không? Thì can những cái lúc đó đó là mình đã gửi ba lô, còn cái nào không có nổi á thì mình xách theo, phải không? Chứ có đâu mà xách theo giữa chừng rồi bây giờ xách không nổi rồi bây giờ bỏ đi kiếm người khác xách giùm thì cũng tội nghiệp người ta, phải không? Cái tình trạng nó gặp nhiều lắm rồi. Nhiều cô bác là cũng dân đi núi chuyên nghiệp rồi đó, mà xách giữa chừng là xách hết nổi, xanh mặt xanh mày chứ, mà cũng xách cho đống đồ gửi thì không gửi người đâu cửa đấy, không cô, mà toàn là quần áo này kia, không là mấy người già đâu có gì quan trọng cô á, nhưng mà thường á sợ mắc quên để coi cái máy của mình nó quay chưa. Trời ơi cái cục pin này nó hết pin hết gì ta, hết pin hết gì á. Trời ơi sao mà nó tối hụ kỳ vậy, pin hết rồi. Thôi kệ luôn đi, bữa nay trời không có đèn máy quay phim luôn, cái dàn đèn trong này cũng được rồi. Bữa nay quay cái máy cũ không quay máy mới nha, tại cái máy mới của mình chưa đủ đồ nghề, mới mua máy về nhưng mà chưa có đủ mấy cái cổng để gắn mic, đang đang đợi hàng về đó, chắc cả 2 tuần nữa hàng mới về tới, tại đặt bên nước ngoài đem về. Mấy cái đồ này thì nó hơi chuyên dụng chút xíu, mấy cái đồ này ra mấy cái tiệm máy ảnh máy quay phim thường cũng mua không có đâu, bây giờ có cái mạng là nó tiện được gì đó, tất cứ cái đồ gì mình cũng có thể mua được trên toàn thế giới, chỗ nào cũng mua được, cái gì nó cũng tiện. Nhưng mà nó là con dao hai lưỡi đâu cô, mua từ từ hết tiền nha hết tiền hết vàng, nó đúng cái nhu cầu của mình. Còn mình làm bên cái nghề này là bắt buộc là máy quay này kia đó, máy tính đồ là bắt buộc là phải cung cấp cho nó,
chứ nếu không thì rồi như năm rồi ấy, mình xui, năm rồi xui là nổi mấy cái tiền máy móc hư rồi không, là năm rồi là chắc cũng chùm chùm cả 100 triệu, livecam, máy tính, máy quay rồi tùm lum thứ chứ, thể nhớ ngay rồi đủ thứ trên đời đi tùm lum hết. Là do cái số của mình nó năm rồi năm khá xui, khá xui, nó hư đủ thứ trên đời rồi đại thời nấu qua đời cái nữa, thành ra cái năm rồi nó lú bu chứ. Bây giờ trở qua tới cái việc chính thức của mình, ngồi hai ghế thì nó hơi thấp chút xíu, trở lại ngồi gì thấy thành thời ơi, còn nhớ nào của thôi. Không ngờ mấy bữa rồi mà nó còn nhớ 2-3 bữa. À tại cái wifi mình chưa tắt nữa. Ủa mà cái này xài trong máy mà đâu phải wifi. Để tắt wifi đây. Cái này thì còn ngon lắm nha, nhưng mà chút xíu cái nó mờ căm. Màn hình không biết sửa được hay không. Điên đây còn dại còn khờ, yên lặng như tờ, coi chúng làm sao, bá gia kẻ thấp người cao, chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu. Có nghĩa là đụng tới cái việc khổ khó khăn rồi đó. Ví dụ như bình thường cái lúc mà mình gia đình hạnh phúc im ấm á cô ơi, mình ít nghĩ tới cái đạo ha. Nhưng mà cái lúc gia đình tan vỡ, vợ bỏ con bỏ cái gì nó quỷ quạng rồi, gia đình bị tịch thu rồi, làm ăn không có thành công cái gì đó cô ơi, chắc mình dễ nghĩ tới cái đạo hơn. Phải không? Chắc là nghĩ đến cái tinh thần rồi. Còn thường ngày thì mình chạy này chạy kia. Nhưng mà khi mà cô bác giả sử như cô bị bệnh nặng đi, cô bác nhắm mà qua không nổi rồi, thì giấc này cô bác chắc này hết cày cuốc rồi đó nha. Giấc này nó chuyển qua cái đạo. Thường là cái giấc mà cái khúc cuối cùng không còn làm được cái gì nữa, mình mới nghĩ tới cái đạo. Nhưng mà vậy thì nó trễ. Nói cô bác, bây giờ cô nhăn tay dạy, đừng đợi tới già mới tu đạo. Mù quang đâu thiếu kẻ đầu xanh. Có nghĩa cái người trẻ mà người ta cũng qua đời nhóc chân rồi chưa kịp tu đạo, thì có thể là qua cái đời sau vì cái bất thiện nghiệp của mình gieo trong cái đời hiện tại, vì cơm áo gạo tiền đây nó chiêu cảm, thành ra là mình đi xuống cái chỗ thấp. Do đó mà mình phải chuẩn bị từ cái lúc mà lo cho cơm áo gạo tiền, từ cái lúc mà bước ra đời, từ cái biết lúc mà biết suy nghĩ là mình phải chuẩn bị trước. Để lỡ vì cơm áo gạo tiền mà mình gieo cái nghiệp bất thiện á, nghĩa là lừa gạt người này người kia đó, thì cái đó nó đeo theo mình đó, không cô, nó ăn sâu vào trong cái nội tâm của mình đó, là nó tự chiêu cảm chứ khỏi ông diêm vương nào trên. Ví dụ như mình thích là làm cái chuyện gì mà cho nó có lợi về mình đó, dù mà gạt ai thấy gì cũng được, miễn sao mà có tiền có bạc hoặc là buôn bán mà nó lời là được, không cô. Còn nói hơn nói bớt rồi thì gạt gẫm tay gì kệ, miễn sao có tiền có bạc vào túi của mình, có cơm có gạo là được, không cô. Vậy thì khi mà cô bác mà đi tới một cái ngã ba ngã tư đường này đi, nào đi, thấy không, dắt mơ mơ hồ hồ đó, cô bác thấy cái bên này là cái chỗ dễ làm ra tiền mà theo ấy, giống như là hồi đó giờ mình làm đó, thì cô bác sẽ quẹo qua cái hướng đó, thấy không. Còn cái hướng bên đây người ta làm ăn đàng hoàng, cô bác ơi có tiền ít này kia nè, mà người ta làm nào ra đó, thì cô bác đâu có quẹo qua cái hướng đó, phải không. Cô bác đâu quẹo qua hướng đó, mà cô bác quẹo qua cái hướng mà giống như thường ngày cô bác làm đó. Cái chỗ mà mình có thể giành giật, có thể là tìm ra tiền dễ dàng đó, hoặc là nó có lợi nhiều gì đó, mà hại người ta gì thì không cần biết, thì mình sẽ đi về cái hướng đó, cái giấc mơ mơ hồ hồ đó, cái lúc cận tử nghiệp tới đó là nó chiêu cảm mình, thì mình đi theo cái hướng đó, có nghĩa là đi xuống cái hướng ác rồi. Mình hồi tưởng gì cho nó dễ. Bây giờ trở lại nè, bữa nay gán mặc cái quần dài vô cho nực dữ lắm rồi đó. Nhưng mà thường á, cái thời nay đó có cái thời nay mình á, cái người thường của thời nay thì nhìn vào cái hình tướng là nhiều, nghĩa là gặp những cái người nào mà ở ngoài mà ăn mặc cho chỉnh chu đó ha, cho nghiêm trang rồi đó thì mình mới tôn trọng. Còn cái người mà bình thường bằng hàng gách gưới này kia, hoặc là mặc cái quần cục như mình vừa gọi đó, thì cô ạ coi không vô rồi đó. Nhưng mà bởi vậy thì nó mới xa vào hình tướng càng nhiều, phải không cô? Xa vào hình tướng càng nhiều. Còn người xưa thì người ta có cái y thì cô bác ơi, 3 y 1 bình bát, người ta quấn tao quấn khố rồi, tròn ở ngoài một cái tấm áo, cái là xong đó, tao đi khách thực rồi đó, chứ đâu mà
trang trọng như mình bây giờ khoác đủ thứ trên đời, đội mão đội ấy gì, cầm tích trưởng đủ kiểu trên không của đó là do đời sau của mình. Ví dụ như ngày xưa người ta cúng bái với cô bác ông, ta quỳ xuống cái biểu tượng ta ôm chẳng tắt nó của là cái chỗ thấp nhất của Đức Phật đó, mà mình còn tôn trọng đến mức mà mình phải kê lên mình hung đó hoặc là để trên cái trán của mình là mình quy phục, không có. Rồi cái chỗ thấp nhất là cái bàn chân, không có, mà mình còn kính trọng như vậy huống chi là Đức Phật. Đó là ngày xưa chứ đâu phải bây giờ như mình còn nhang còn khói còn đèn bông hoa đủ kiểu hết trơn mình mới chịu nha. Cô bác mà lại chùa bây giờ mà kiếm không có cây nhang là cô bác đâu chịu, phải có cây nhang cái gì mới chịu, còn giấy không giấy không chịu đâu. Còn trên bàn thờ cô bác phải trưng đủ thứ trên đời cô bác mới chịu, mà cái bàn thờ mà chỉ có cái chỗ đốt nhang không cô bác đâu chịu. Thành ra bây giờ mình dở là dở ở chỗ đó, mình dính mắc ở cái bên ngoài đó không, bên ngoài đó mới nguy hiểm. Nhưng mà cô bác nhớ lại đi, cái thời mà sơ khai á, cái lúc mà còn chánh pháp á, thì không có những cái hình tướng như vậy. Nhưng mà càng về sau thì người ta bày vẽ thêm cái này cái kia, cái này cái kia, giấy vàng bạc rồi bắt đầu nhang ấy, nhang đèn gì đủ thứ hết trơn, bông hoa gì đủ kiểu hết trơn, phải không cô bác? Rồi bây giờ nó mới xa vào hình tướng càng nặng. Rồi bây giờ cô bác mà đi ra đường mà thấy cái ông nào cái đầu chọc lóc hoặc là ông khoác áo cà sa, cô bác kính trọng lắm. Còn cái người bình thường chạy xe ôm mà cô bác đâu kính trọng. Nhưng mà coi chừng cái ông xe ôm đó cô bác ơi, cái ông đó là Bồ Tát, Bồ Tát quá hiện mà cô bác không biết. Coi chừng cô bác đẩy cái ông xe ôm ra để đón cái ông hòa thượng đó. Mà coi chừng cô bác đẩy Bồ Tát ra mà đón Ma Dương đó. Bởi vì khó dữ lắm, bởi vì bây giờ mình nhìn vào hình tướng cái là mình thấy mình kính trọng liền, nhưng mà ngặt cái hình tướng ở bên ngoài chưa chắc đã nghĩ đâu cô bác ơi. Cái vỏ bề ngoài không nói lên cái gì đâu. Bây giờ mà cô bác lên mấy cái tiệm lợi, mấy cái tiệm trang trí nội thất á, người ta bán đồ gỗ đó, cô bác thấy cái nào mà vỏ ngoài nó đẹp nó ngon lành hay gì cô bác mua là coi chừng lầm chết. Gỗ còng tay gì đâu không đó, thấy không cô bác? Còn gỗ trắc gỗ ấy đó, nhiều khi là cái gỗ người ta tốt sẵn, người ta không có phủ sơn, bởi vì thấy nó cũng tương đối chứ nó không có quá đẹp. Còn cái lớp gỗ này nè, nó xấu quá nè, nó vì nó xấu quá thành ra người ta phải phủ cái lớp sơn, thành cái sơn, cái lớp sơn nó thấy nó gực gỡ hơn kia, nhưng mà ngặt chắc nó bị sơn rồi, nó thật trong chưa chắc nó đã tốt hơn cái kia, thấy không? Bởi vì nhìn cái vẻ bề ngoài là làm chết rồi, làm chết, thấy không? Nó cũng khó lắm. Tại vì mình thấy cái việc mà bình thường á, của một cái người mà đứng ra mà nói cái chuyện liên quan tới đạo á, là phải là nghiêm trang tài chính này kia đủ kiểu chẳng hạn. Nhưng mà mình muốn có cái gì đó nó khác biệt, bởi vì đôi khi mình muốn mặc cái quần cục thì đó mình nói chuyện như cô bác á, nhưng mà cô bác sẽ không chấp nhận được đâu. Chưa deep like là mai đó. Nhưng mà nó không nằm ở mấy cái chỗ đó đâu, nó không nằm ở chỗ đó đâu. Người quan trọng là cái người đó nói có đúng chánh đạo hay không. Có nghĩa là giống như là bây giờ mà cô bác mà đi vào cái chỗ nào mà muốn cho người ta mà giải độc cô bác à, thì cần thiết cái đó là cái thuốc giải độc được là quý. Còn bây giờ mà đem cái thuốc nào mà cho thơm, cho có màu mè, cho nó đẹp đẽ đó mà uống vô mà nó còn có hại cho cơ thể thì thôi. Còn cái thuốc này nếu như đúng là cái thuốc giải độc á, thì nó màu xanh, màu đỏ, màu đen thui hay màu lật lợ, hoặc là uống vô nó nhớt nhớt cái này kia hay gì đó, thì cũng gán uống vô. Tại vì cái đó là cái thuốc giải độc thì nó quý, không có cần biết nó như thế nào, nhưng nó giải độc được là đúng thuốc. Còn bây giờ mình phải nhìn bao bì này kia rồi nó nghe phải mắc anh USA hay gì đó mình nói chịu. Còn mắc anh Việt Nam mình chê, nhưng mà ngặt cái thuốc này miễn sao mình nó giải độc được cho mình là được. Cũng giống như là cái người mà nói liên quan tới cái pháp này, mà nếu như đúng chánh pháp là nó quý, chứ không có cần cái hình tướng gì bên ngoài. Không có. Bây giờ đứa bé mà nó nói mà đúng pháp thì cô bác ơi, nó nói ví dụ như ngoại ơi, ngoại lấy cái tiền mà mua 10.000 vé số đó ngoại đi cho mang sinh nó còn có ý nghĩa hơn. Không có. Cái bà ngoại nói sao mày không biết gì trơn á, 10.000 này có thể là chiều tao trúng được 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ gì đó. Không có. Nhưng mà coi chừng đứa bé là nó thông minh hơn bà ngoại của nó, thành ra là đâu có nhìn vào hình tướng nữa. Cô thấy hai người đó mà trong cái ý nghĩ của 10.000 đó, thì cái đứa bé này là nó chính xác hơn ngoại nữa, nghe không? Trúng số thì không biết trúng không, chứ bây giờ lấy 10.000 mà thiệt tình mà cho anh ta rồi đó cô bác ơi, thì cô bác trúng phước trúng đức rồi đó.
chúng liền tại chỗ nè, thấy không? Thành ra là nó không có nằm ở cái người lớn hay người nhỏ, cái người có học hay không có học, cái người biết đạo hay không biết đạo, mà miễn là nó đúng với chánh pháp là được. Nhiều khi cô bác là cái người mà chưa từng biết về cái đạo đi, nhưng mà đôi khi cô bác thực hành đạo mà không hay. Nhiều người không có đạo nhưng mà đang thực hành đạo không biết. Ví dụ như bây giờ mà thấy người kia nghèo khổ quá, thấy thương quá, muốn giúp đỡ cho người ta, thì cái người đó đang thực hành đạo mà người ta đâu biết. Từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm của đạo Phật, phải không? Nhưng mà đâu có hết, tới chừng học đạo rồi mới biết mình làm gì là mình ban vui, là mình cứu khổ cho người ta, phải không? Bởi vì cái người nhiều khi đó, đơn giản vậy mà thực hành đạo hay. Còn cái ông mà học đạo mà đọc đạo mà do đó mà coi chừng đó, cái tập ích kỷ còn đợi hết trơn. Còn cái người kia ta không biết đạo chứ mà ta còn giúp đỡ người này người kia, phải không? Có thương người như thế thương thân, bởi vì cái hình tướng bên ngoài chưa chắc. Một người mà để tóc hoặc một người tạo cái đầu tóc lóc thì cũng chưa chắc hơn được người thường, chưa chắc hơn được người thường đâu. Cái đó chỉ là cái hình tướng bên ngoài thôi. À, cái đó giải thích chút xíu để cô bác mình khỏi bị dính mắc ở chỗ đó. Cô bác anh ruột thì tại vì á, bên đại thừa thì nó hơi phóng khoáng chút xíu, bên tiểu thừa thì mình hay chấp nhặt nó phải gì này kia rồi. Nhưng mà thật ra không có tiểu và đại, nếu như cái tâm người ta rộng lớn thì gọi là đại, nếu cái tâm người ta nhỏ hẹp thì kêu là tiểu, chứ không có tiểu đại gì chứ. Ví dụ như mình nói cái người đó là rất thông minh và cái người này người bình thường, thì nó không có phân biệt người nào là người rất thông minh hay là người nào là cái người bình thường chứ. Nhưng mà tùy nhìn vào, nếu như cái người đó hiểu biết ít ít đó, thì mình nói là hiểu biết bình thường. Còn nếu như sau này mà người ta cái hiểu biết bình thường đó, rồi người ta cố gắng ta chăm chục chăm ấy, người ta học hỏi này kia đó cô bác ơi, thì từ cái người bình thường là bây giờ người ta trở thành cái người phi thường rồi, cái người trí nhiều rồi, phải không? Thành ra nó không có cố định. Còn cái đại thừa và tiểu thừa nó cũng vậy. Ví dụ như cái tâm này bây giờ mình cố gắng mình giải thoát nè, rồi tùy duyên gặp ai giúp nấy thì gọi là tiểu thừa, có nghĩa mình giúp một hai người thôi. Còn nếu như cái tâm đại thừa có nghĩa là mình muốn giúp rất là nhiều người, đem cái pháp này ra ban bố cho người này người kia để nhiều người cùng hiểu cái đạo, giả sử gì đó tu giải thoát giả sử, thì cái đó gọi là đại thừa, phải không? Nhưng nếu như đang cái tâm đại mà bây giờ thấy ngán ngẩm quá rồi cô bác ơi, giả sử gì đó thôi mình làm người bình thường, tự mình thoát ra cái chỗ này đi, còn cái chúng sanh khó độ lắm, tại vì Phật pháp thì khó nghe, phải không? Thì từ cái người đại thừa bây giờ đó thối cái tâm, bây giờ xuống tiểu thừa. Còn cái người đang tiểu thừa thấy nhiều người ở tội nghiệp đó, nhiều khi người ta không có biết cái đạo, nhưng mà thôi bây giờ mình thấy cái cuốn sách này hay quá, bây giờ đọc lại mình thu rồi cái mình đưa lên mạng, biết đâu người này người kia nghe ấy. Nhưng mà cái tâm thiệt vậy đó nghe cô bác, chứ không phải đem lên là để câu view câu like, hoặc là đem lên là vì mục đích mình kiếm được nhiều tiền hay gì đó nha, thì nó chặt nha. Còn ở đây mình nói đúng cái người mà hiểu đúng với chánh pháp đó, ta nói trong cái tâm ta nghĩ chỉ có nhiêu nè, bây giờ đem cái này lên hy vọng có người này người kia biết được, nói cô bác biết được như mình á. Giả sử vậy đó nha, thì đem cái đó đọc lên, thì hồi trước đó, thì chỉ muốn tự độ cho mình thôi, tại không có khả năng. Nhưng mà bữa nay tự nhiên cảm thấy cái quyển sách này nó hay quá, cái quyển kinh này hay quá, muốn đọc để cho nhiều người khác cùng biết như mình, thì cái người này đang tiểu thừa bây giờ nhảy cái tâm lên đại thừa rồi cô bác ơi. Nhảy lên đại thừa rồi, giống như cái xe nhỏ bây giờ lên cái xe lớn rồi cô bác ơi. Thôi nhiều đồ để giúp đỡ cho mọi người. Còn cái ông kia đang đại thừa nè, mà bây giờ thấy chúng sanh khó độ quá rồi, nhiều người khó khăn quá, ta nói cái nhảy vô deep like rồi cô bác biết rồi cũng thối tâm. Giả sử gì đi đó, thì từ đại thừa xuống tiểu thừa, từ tiểu thừa lên đại thừa. Thành ra cái đại tiểu này á, là nó không có cứng nhắc, nó không có bắt. Đại tiểu là do cái tâm của mình, cái tâm của mình nó bao ra rộng lớn, nó giúp đỡ được nhiều. Cái hạnh nguyện to lớn đó gọi là maha đó, nó không có maha to lớn. Xong rồi đó, mấy giờ, gần 12 giờ, 10 phút nữa là 12 giờ. Dòng cái này mau lắm cô bác ơi, đậu đũa mà luộc cái là xong, để đem ra ngoài bãi rác cô bác ngồi đây chơi chút xíu nha. Nãy giờ thì chưa có được câu nào chứ, cũng gắng một hai câu để cho có chứ. Mới có 20 phút hả, rồi âm thanh còn ra tới bãi rác cô bác còn ngồi đó. Mình ra cách đây 10 mét, cậu đàn trai
À, giặt này chở vô đây, đem cái thùng vô luôn. Cái thùng chứa rác mình phơi ở đây nè. Cái chứa rác lâu ngày nó hôi. Cách 2-3 bữa cái dọn dẹp nhà cửa một cái nhà mình cũng không có quét nữa cô. 2-3 bữa nó quét một lần, nó không đâu mà ngồi quét nhà. Cái nhà mình ở đây là 19 mét bề dài và bề ngang là 6 mét, bề ngang 6 mét, bề dài 19 mét. Cô bác thấy là quét lâu dữ lắm đó, chứ không phải chỉ chơi đâu. Tại vì một là mình không quét thôi, hai là quét rất là kỹ. Có nghĩa là trong kẹt, trong hốc mình cũng móc, mình quét nó hết. Chứ không phải là quét khơi ở ngoài đường trống. Cô hát lại nhà, cái người nào kỹ á, cô hát nhìn sơ, cô hát sẽ biết. Cái nhà nhiều khi sạch bon ở ngoài đó, nhưng mà trong mấy cái kẹt lu, hốc gì nè, mấy cái kẹt, thành nói bụi vẫn thằng lằn gì đủ kiểu hết trơn. Cô hát là nó kẹt. Còn cái giác nào mà bận rộn hay gì á thì thôi, không có xe sơ đó, cũng được. Tùy, nhưng mà giả sử rảnh rỗi, cái người nào rảnh rỗi, không có công việc làm á, mà quét nhà dọn dẹp rồi đó, nó kỹ lưỡng hay không cô bác nhìn sơ sơ cô bác sẽ biết. Rồi bây giờ vô cái câu chuyện chính đi cô bác ơi, nãy giờ nói vòng vòng để nó phân tích cái vụ về hình tướng này. Tại vì nếu như mà cái người mà hiểu đạo mà sâu rồi đó cô bác ơi, nhìn sơ cái là mình biết liền, phải không? Người ta không có chấp nhận, nhưng mà người ta không có buông thả nữa cô bác, người ta rất là kỹ lưỡng, nhưng mà đúng chuyện rồi đó người ta không có chấp nhận. Còn cái người thường của mình hay chấp nhận chuyện nhỏ vậy đó. Nhưng mà cái đạo thì cũng không có sâu, thành ra nó cũng hơi khó. Nói chung á, là cái người mà chưa biết đạo á, ta chấp đủ thứ chứ, có nghĩa là bị mắc kẹt đủ thứ vậy. Còn cái người mà hiểu đạo mà vừa vừa rồi đó cô bác ơi, thì coi chừng người ta buông hạt chứ. Ta buông hạt trơn là nó chết quá. Rồi cái người mà hiểu đạo mà khá sâu rồi đó thì tùy duyên. Quá. Có lúc đó thì giống như buông thả, nhưng có lúc đó thì rất là kỹ lưỡng. Cái đó là tùy duyên, phải đúng thời điểm. Có những chuyện cần buông thì nên buông, có những chuyện cần kỹ lưỡng thì cần kỹ lưỡng. Nói chung rất là khó. Thầm thâm vi diệu pháp mà rất là khó cô á. Ví dụ như cái người mà chèo xuồng á cô bác ơi, có những lúc phải chèo, cố gắng chèo dữ lắm nha. Nhưng mà có những lúc mà nó xuôi gió rồi đó thì mình cũng nghỉ ngơi, không phải lúc nào cũng phải chèo hết. Có những lúc cần nghỉ ngơi, chèo, nó thoải mái. Rồi, giờ qua câu mới đi. Cái này nói vòng vòng mình đứng đây nói hồi cũng hết giờ nữa. Nhưng mà thôi, kể qua cái câu kinh giảng để quý hả. Biết đâu là mấy cái này sau này là mấy đứa nhỏ nó có dịp rồi cái nó nghe cái đoạn này nó cũng biết chút định. Tại vì cái thời của mình đó, với cô bác thì gần như ai cũng biết hết à. Nhưng mà mấy đứa nhỏ sau này sợ nó không có cái nhân viên này nữa. Tại vì bây giờ nó chơi game, nó đánh lộn, nó bắn giết với nhau không. Chứ nó đâu có nghe cái này. Biết đâu sau này có đứa nào nó có nhân viên nó nghe cái này. Còn thế hệ mình với cô bác là cái người sau này là thành người già cả rồi. Thì cái này giống như để là đời người đời sau đi. Còn mình với cô bác hiện tại thì gần như ai cũng biết hết rồi. Rồi à, bây giờ giả dại giả ngu cũng như nhân quý ở tù ngày xưa. Nếu cô bác có nghĩa là Cái ông Tiết Nhân Quý mà ở tù á. Chết rồi, bên này chúng cái tích là chết rồi cô bác ơi. Trời ơi, cũng như Nhân Quý ở tù ngày xưa. Ông Nhân Quý là ông có hai cái lần bị nạn. Cái lần thứ nhất, cái nạn thì vô số, nhưng mà cái nạn nổi bật là cái lần đầu tiên mà vừa xuống núi mà vừa ra chợ đó cô bác còn nhớ ha. Gặp cái tên đầu gấu đó, mình nói bây giờ như xã hội đen, như cái tên mà hay bắt nạt người ta ngoài chợ đó. Nhìn có đeo này đeo kia, đeo gươm đeo súng giả sử vậy đó cô bác ơi đó. Mình thấy bắt đầu cái nó gặp Tiếp Nhân Quý là nó gây sự cô bác, gây sự này kia đó. Rồi cuối cùng nó bắt là mày muốn bỏ qua cái chuyện này thì bây giờ sao phải chui ngang háng nữa cái đi. Rồi trời đi cô bác, nó gặp như cái người la lạ mà xuất hiện ở sớm mình ăn hiếp vậy đó, chui lòng. Tiếp Nhân Quý cái giác đó là võ công cũng rất là giỏi, vừa xuống núi mà cô bác rất là giỏi, nhưng mà ngặt một cái thao thấy cái chuyện này nó không cần thiết, bây giờ ra tay đánh nó rồi mơ mốt rồi cái chuyện này chuyện kia nó gầy gà, nó đâu phải là nó buông tha đâu quá, rồi nó gầy gò nó xin chuyện. Dù Tiết Nhân Quý rất là giỏi nhưng mà không có muốn thêm chuyện nữa, thêm chuyện không bằng bớt chuyện, thì thành ra thôi
bây giờ cho nó xong nó kết thúc cái chuyện này, nó không có cần thiết, nó lòn chôn. Giống như nhân quý mà đợi thời lòn chôn, trong kinh giảng còn nói đó cô bác, là chui lòn cái rồi đi cho nó xong. Thì cái cà ta kia thì hắn đắc ý rồi, thằng này nó chịu lòn qua cái của mình là chịu rồi. Nhưng mà nghe nói là sau này Tiết Nhân Quý là cũng thu nạp cái người này nè, cái người mà bắt lòn chôn đó, đó là cái lần thứ nhất cái điểm nổi tiếng. Còn Tiết Nhân Quý mà phù phò vua đường đó thì là một chuyện khác nữa. Chuyện Tiết Nhân Quý trên Đông trên Tây đó, cô bác có từng đọc rồi đó, mình lâu lắm rồi, thật sự không nhớ nổi cô bác, không nhớ nổi. Còn ở đây là Tiết Nhân Quý ở tù ngày xưa, thật sự cái tích này mình không nhớ cô bác. Nếu như tra cứu thì sẽ ra đó, nhưng mà mình ở đây là nói thiệt chứ cô bác, là đụng tới đâu nói tới đó. Thành ra có cái này lên cô bác lên mạng tra là ra rồi. Nhưng mà mình nhớ sơ sơ đó là cái đợt mà ổng bị du quan đó cô bác, vào cung vua hay gì đó, ông bị vua quan đó, rồi bắt đầu cho uống rượu say, rồi bắt đầu bà cung nữ thê thiếp gì của ông vua đó, rồi vô trỏng rồi vua quan ông uống rượu rồi cưỡng hiếp gì đó, phải không? Mình nhớ mang máng gì đó, giống như là bị nạn đó cô bác ơi, mình gọi giống như trong đường Tam Tạng gọi là bị nạn đó, mình hiểu sơ sơ vậy thôi. Giống như cái ông Điệp vậy đó. Ừ đúng rồi, Tiết Nhân Quý cũng như ông Điệp vậy đó. Tự nhiên mà Điệp có nghĩa là cái bà Thí Liễu đó cô bác ơi, bà có chữ quan với cái người ta rồi, thấy không? Có nghĩa là ăn ở với cái người nào mà có bầu rồi, thì bây giờ mà gặp ông Điệp nè, ông Điệp khờ khờ này, ngu ngu như mình vậy đó. Rồi bắt đầu cái gá, trời ơi, lâu lâu mới gặp mà cháu lại chơi. Hồi xưa mà bác với cha cháu là bạn tâm giao nghe, sẵn lâu lâu rồi lại đi chơi bữa, mừng quá kêu gia đình bài tiệc này kia cho rửa uống qua cô bác ơi, phục mà cho ngủ say rồi đó nha. Thì trong nhà mình đang có đứa chữa quan không gà chưa biết tính sao. Gặp thằng này vô thế mạng. Rồi bắt đầu cho nó uống rượu thiệt là say, bởi vì cũng có cái dở cô bác, uống rượu mà tới mà hết biết gì rồi mà thì người ta mới hại mình được. Tiết Nhân Quý là cũng vậy đó cô bác ơi, sơ suất uống rượu quá đi rồi bỏ thuốc mê hay gì trong đó không biết, mà cũng vì cái rượu mà nó sinh ra nhiều chuyện. Bởi vì cô bác này ít uống rượu thì nó đỡ được chút xíu nha, tại vì đôi khi uống rượu vô là nó hăng máu, mà mình có thể làm những chuyện mà ngày xưa không làm, người ta hơi thách thức chút xíu là mình chịu không nổi rồi. Hoặc là uống vô nó mê mờ cái tâm trí của mình, bởi vì trong kinh Phật cho biết là chẳng thà uống nước cường toan mà chết, có nghĩa là nước cường toan là cái nước độc giống như là axit được đó, phải không? Uống cái đó mà chết nó còn đỡ hơn là mình uống rượu mà chết, tại vì uống cái đó chết đó cô bác ơi, đứt ruột đứt gan chết cả thôi, nhưng mà cái tâm mình còn sáng. Còn mà uống rượu vô ngày này qua tháng nọ, từ từ là cái tâm của mình nó loạn, nó rối loạn, nó mê mờ, thành ra nó mê từ kiếp này kiếp kia chết mà không biết tại sao ta chết, thức dậy mà còn mơ mơ hồ đó, nó rất là khó, phải không? Thành ra Đức Phật nói là chẳng thà mà uống nước axit, uống nước cường toan gì đó, thuốc độc cái gì đó mà chết ngang cả, thì cái linh hồn ngày này còn sáng suốt, có nghĩa là cái lúc chết mình còn biết được. Còn bây giờ mà như mấy ông rượu uống rượu đi cô bác ơi, lại gốc cây hút mít gì đó, ở sớm mình có mấy ông rượu mà ông dạng mà ông nghiện rồi đó cô bác ơi, uống rồi bây giờ cho nó đi về cái vịnh Hàng Rào dài dài sớm nè, đi cả nhít vịnh Hàng Rào sớm mà đi về về thì tội nghiệp hết sức, là cái chuyện có thật của mình đây đó, đúng không? Cũng rất là khó, nhưng mà ngăn cái bị trong cái mê đó. Mà giả sử như mình qua đời cái là mình mơ mơ hồ, bởi vì rất là khó. Bởi vì cái ông Điệp đó mà sau khi mà ông thức dậy rồi đó, ông tá quả tâm tin, ông thấy ủa, hỏi ông sao trong cái phòng nữ mà kế bên có một cái người nữ nó nằm kế bên nữa, mà trang phục không có tài chỉnh nữa. Trời ơi, có tôi cũng giật mình. Bắt đầu bà kia bà thấy ông này thức rồi đó, giả bộ la làng lên, ôi rồi đất ơi. Giả bộ rồi bên ngoài chạy vô, đã thiết kế chở rồi, phải không? Nhất này chạy vô, trời ơi, tưởng là con của bạn mình, tưởng là hiền điệt lại đây mà thăm bác hay gì, mừng hết sức, ai về vô đây nó có âm mưu, nó lợi dụng rượu rồi nó vô phòng con gái mình, nó làm bậy ở trong. Rồi cái chuyện này mà đồn ra con gái còn gả cho ai nữa. Gả cho cô bác. Cô bác ngày xưa người ta trọng danh tiết dữ, nhưng mà cái này mà bị giờ cô bác ơi bị gài bẫy rồi, thành ra hết hồn.
nó trước mà thôi bỏ dưới đi, để này bữa nào đứng tim chết cô bác đang coi phim mình để nữa, để âm thanh này nguyên gốc luôn để cô bác nghe cái đục nữa, cô bác có giật mình không chứ mình cũng giật mình tại đang nhập tâm nói chuyện mà nên kể về thí liễu mà. Thì thành ra đó là bao nhiêu ước hẹn với cái cô Lan đó là tác phẩm Tắt Lửa Lòng phải không cô bác, mà sau này ta đặt Lan và Điệp, có nghĩa đặt tên hai nhân vật chính. 12 giờ cô bác ơi, còn 15 phút nữa thôi, chuẩn bị chiên sườn non để ngồi đi kể chuyện hoài. Mà mình làm á thì không có nhập tâm được. Nếu cô bác làm là cái tâm mình phải chia 5 xẻ 7 rồi. Còn bây giờ nhập tâm mà đứng nói chuyện hoài á thì cái chuyện nó mới hay. Nhưng mà làm vậy rồi thôi, bữa nay nghỉ ăn cơm luôn mà. Ok đi, được nhiêu được. Nếu vừa làm vừa nói á, thì cái nói của mình nó còn khoảng chừng 7 phần so với những gì mình có thể nói được. Nhưng mà thôi kệ đi, cái này được nhiêu được. Thì thành ra bao nhiêu ước hẹn với cái cô Lan á, cô bác ơi bây giờ xảy ra cái sự cố này rồi sao cô bác ơi? Bây giờ phải ok chia tay sợ nhau đường ăn cứ đi gì đó cô bác, chứ biết sao giờ, chứ bây giờ mà lỡ vô phòng người ta rồi người ta bắt cưới đây nè, nếu không á thì người ta áp giải lên quan rồi sao đây, bây giờ khó hết biết bây giờ. Cái này không phải tại anh mà cũng không phải tại em, mà tại vì rượu nên hai đứa mình mới xong nha, phải không? Thì đó cũng vậy, ông Tiết Nguyên Quý cũng vậy. Nghe nói là ông Tiết Nguyên Quý uống quá say đi, uống quá say chứ không phải là bị hút mê, chỉ uống quá say. Tại vì sơ suất chút xíu không của thành ra là bị cái nạn, có nghĩa là người ta âm mưu người ta gạt mình trước rồi là bị mắc cái nạn. Thì ở đây mình hiểu cái câu này là câu nạn, chứ thiệt sự mà cái chuyện về Tiết Nguyên Quý á, mình không biết phải cái này là nhắc về cái nạn của ông Tiết Nguyên Quý hay không. Nhưng mà nói chung á, mình thấy ở đây là câu cốt ý ông Đức Thầy ông nói là phải nhẫn nại, phải có cái tính nhẫn nại, dù gặp cái chuyện khó khăn nào cũng cố gắng vượt qua, và phải tùy những cái lúc cần mềm thì mềm, cần lúc cứng thì cứng, phải không cô á? Ví dụ như cái lúc này mình thấy người ta có chức có quyền này kia, thế lực mạnh, mình không thể đương đầu gì với người ta, tan hiếp mình, thôi cố gắng nhẫn nhịn quá khó. Nhưng mà giả sử như đây là một cái tên ác ôn mà mình có sức để cho mình tự bảo vệ cho mình hay gì, giả sử thì mình đủ sức mình răn đe thì cũng nên răn đe nó, để mai mốt nó không có hại người khác nữa, không có. Bởi vì trong chùa thường có hai cái vị đó, một vị là mặt mày hung tợn, một vị hiền hòa, đó là phải tùy duyên, không có. Nhưng mà nếu như cái sự việc này, nếu như mà mình mạnh lên, mình cứng rắn lên, cái sự việc nó còn sâu xa nguy hiểm hơn nữa, thì tốt nhất là mình nên mềm mỏng để cho nó qua việc. Còn ví dụ như gặp những cái bọn ác mà mình đủ sức mình đàn áp nó được đó cô bác ơi, để mình cứu những người khác, hoặc là mình đàn áp nó để cho nó sợ mới mốt nó dám làm gì nữa, thì mình đàn áp nó, thì cái đó là nó cũng hay, có nghĩa là mình khuyến giáo được người ta. Nó có Bồ Tát có những khi là những người rất là hiền, nhưng có khi Bồ Tát quá hiền thành những người rất là dữ để độ người, nó có rất là khó. Thành ra ngồi sơ sơ đi, cậu mình muốn ngồi đây nói chuyện hết sức mà ngồi đây nói cái này rồi sao. Thành ra là trong cái đoạn này nói nè, bây giờ giả dại giả ngu, nó có là cái đoạn đầu của Tiết Nhân Quý đó, có tài rất là tài, vừa xuống núi à, bây giờ gặp kia ăn hiếp là phải lọt chôn, có nghĩa là chung quá hãng người ta, nó có là để qua chuyện, cái đó là nhu, nó không có. Rồi sau này đánh giặc thì ông đâu có nhu, nó không có, đánh giặc rất là giỏi. Ổng là cái mạng bạch hổ gì đó. Lâu quá rồi quên cái chuyện Tiết Nhân Quý, chuyện này đọc cũng mấy chục năm. Cô bác này nhớ những cái tập sách mà Tiết Nhân Quý Chinh Đông nè, Tiết Nhân Quý Chinh Tây rồi đó, cái lúc mà mới xuống núi là làm quả đầu quân. Lâu quá quên mất rồi, tại nhiều tích quá. Thì bây giờ giả 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 ngu là nhắc về cái tích của ông Tiết Nhân Quý, là cái đoạn đầu cũng như Nhân Quý ở tù ngày xưa là cũng dính cái nạn này nạn kia đủ kiểu cho nó hết cô bác. Mình hiểu cái ý nghĩa của cái đoạn này ông Đức Thầy cũng nói đó. Rồi cô bác là cái người thường thì bây giờ mình cũng phải gặp nạn này nạn kia, ví dụ như gia đình cô bác đang im ấm đó, tự nhiên ông chồng bị bệnh, đang im ấm đó tự nhiên là đứa con nó quậy quạng, gia đình đang im ấm đó cái tự nhiên người ta nói cái khu này khu quy hoạch đuổi đi. Đang im ấm đó bây giờ cái chỗ bán là bây giờ người ta dời chỗ này vô kia, giả sử gì đó, nó đủ thứ ở trên đời chứ nó tới, phải không cô? Thì mình phải xử lý ra sao, thì mình coi đó giống như là một cái thử thách, giống như của ông Tiết Nhân Quý, cô có mình có thể vượt qua được hay không,
giống như con cá này bây giờ nó phải vượt Long Môn, mấy con cá hồi hay gì đó cô bác phải không, tới mùa là nó phải len lỏi rồi tới đầu nguồn nước đó, mà nó chết nhiều lắm cô bác ơi. Biết bao nhiêu con mới được một con lên tới tận nguồn, như lần cá chép vậy, cá chép mà nó về tới nguồn là nó quá gồng đó, mà cái con nào mà nó đủ sức tới đó. Bây giờ mà cô bác mà đi đồ lĩnh kỉnh đủ thứ cho mà cô bác đi được lên núi đó, cô bác giỏi lắm rồi. Giỏi lắm mà đó, cô bác là cái người thường đó nha. Còn cái người mà chuyên đi núi thì không nói rồi. Còn cái cô bác là cái người thường đó. Thôi lội trần ai là khổ, mà bây giờ gắn lên được cái núi là cô bác đã thành công rồi đó. Cũng cố gắng dữ lắm nha, đôi khi là cũng muốn bắt xe ôm hết sức, nhưng mà cũng cố gắng. Từ lát tới đâu rồi tới cho tôi nhất định là bữa nay đi một lần là nhớ đời luôn. Đi là phải cho tới nơi tới chỗ, không có ngừng giữa chừng. Thì ở đây là cái người tùy vào hoàn cảnh, như Đức Thầy nó bây giờ giả ngu có nghĩa là tùy tùy hết cô bác. Nếu mềm quá thì bị quằn, nếu cứng quá thì bị gãy. Thành ra là mình lúc nào càng mềm thì mềm, lúc nào càng cứng thì mình cứng nha cô bác. Rồi cũng như Nhân Quý ở tù ngày xưa, có nghĩa là mình sẽ gặp những cái nạn này nạn kia gì đó, nhưng mà đừng có thối tâm. Rồi đoạn kế tiếp, lúc này kẻ ghét người ưa, bị điên nói bừa những việc vừa qua, có nghĩa là nó dễ đụng chạm tới người này người kia. Thì khó sao mà tôi vừa lòng người hết được chứ, bởi vì chính ông Đức Thầy cũng ra đời cũng dạy đạo đó cô bác ơi. Thì cũng bị người này người kia ganh tị đủ kiểu chứ, thì cũng giống như cô bác mà bây giờ cũng sống ở ngoài này, nó cũng chẳng ai đâu phải dễ hết cô bác, đâu phải vừa lòng hết. Ví dụ như mình nói ở đây nè, thì một vài cô bác thôi, nói cũng đúng đúng được chút đỉnh, nhưng mà dài cô hát nói thôi ơi, nó tào lao bắt xế gì đúng không. Nó không có cái gì chân mà cũng nói mấy trăm tập khùng điên gì dữ không, vậy mà cũng có người coi đó là không có tự nhiên. Thành ra cũng có người ghét người thương, chứ làm sao mà cô bác ở sớm mà 100 người thương cô bác hết được. Ví dụ như một phim khoảng 500 lượt xem đi, làm sao mà được 500 cái like cô bác, 500 lượt xem đi chứ được chừng mười mấy 20 like là dữ lắm rồi, có nghĩa là vài người thương. Một người 100 người đi ngang cô bác hoặc 1-2 người thương cô bác thôi, bởi vì cái like ví dụ là biết rồi. Nói vậy đi cho nó gần gũi, nó thật tiễn phải không cô bác. Cũng không có dễ đâu cô bác, làm sao mà vừa hết được lòng người được một phần nào thôi. Ví dụ như 10 người cô bác được lòng khoảng chừng 6 người là cô bác đã quá thành công rồi, được khoảng chừng 7 người 8 người là cô bác cũng khá thành công rồi. Ví dụ như 10 cái dislike thì bây giờ là mình cũng khoảng 30 cái like hoặc 20 cái like thì mình phân nửa hoặc hơn phân nửa là mừng rồi. Mà bây giờ giả sử như trong đó có 10 cái dislike mà có chừng 5 cái like là thấy tiêu rồi. Ví dụ như ở sớm cô bác mà 10 người ghét, mà trong sớm nó chừng 15 người thôi, mà hết 10 người ghét là thôi. Cô bác ơi, nó tệ dữ lắm rồi, chắc đầu đường cuối chợ gì đi đâu cũng trộm cắp ba gì đó, nó móc mó mé hay gì đó. Bởi vì sớm cái sớm chừng 15 người ha, mà mất hết 10 người không thương vô rồi. Ví dụ như 10 cái dislike mà có chừng 5 cái like là rồi đó cô bác ơi, nghỉ luôn. Cái sợi ri này kết thúc tại đây. Tào lao bắt xế không phải không. Nhưng mà nếu như cái tỷ lệ ủng hộ nó nhiều hơn á, thì có lý càng phát huy. Càng ngày nó càng tệ đi á, thì nó lại khác phải không quá. Thì nó cũng rất là khó, bởi vì không có vừa hết được lòng người, miễn sao mình vừa với cái lòng mình mà trong cái thiện là được, còn vừa với lòng mình mà trong cái ác. có nhiều người ta nói đó, trời ơi ai làm gì, ai ghét ai ưa gì kệ người ta, miễn tôi sống vừa lòng tôi thôi, tôi sống hết mình tôi thôi. Nhưng mà hết lòng của mình mà trong cái thiện nó mới đúng, còn hết lòng hết mình của mình đó, tôi sống cho tôi thôi giả sử gì đi, nhưng mà trong cái thiện đó, là nó quý nè cô. Có nghĩa là ở ngoài đời người ta không có thể nào mà hiểu được hết mình đó, nhưng mà nếu như mình đã sống hết mình trong cái thiện rồi đó thì kệ ai làm gì kệ ai, còn coi chừng người ta nói mà nói chúng đó. Mình sống mà hết mình cho mình thiệt, nhưng mà ngặt cái hết mình trong cái ác không có cái lợi gì đó là mình làm không. Thì coi chừng ở ngoài ta nhìn vô đúng rồi. Cũng như mình nói chuyện ở đây đó, mình nói kệ, mình nói hết mình thôi, còn cô bác muốn đít lại gì kệ cô bác, nhưng mà ngặt cái mình nói tào lao không, nói chặt kinh điển hết trơn không mà không hay không, là trong cái ác thì người ta đít lại là đúng rồi. Còn giả sử như mình nói ở đây mà hết mình á, mà nó
nó trúng á mà bị dislike không á, thì cái đó mình mới nói thôi bây giờ mình làm hết mình đi, rồi ngoài ta dislike hay like gì kệ người ta, giả sử vậy đó. Nhưng mà ở đây mình coi là nó trong cái thiện hay không, đúng không? Bởi vì giống như là Tết đó, ai cũng chúc chúc nhau dạng sự như ý, đừng chúc gì cô bác ơi nguy hiểm lắm. Chúc nhau dạng sự đi như ý mà cái này nó làm chuyện ác không, đi lừa khác này kia, người này người kia, buôn bán lời cắt cổ hay gì không, không có làm đủ cách đủ phương hết trơn, cái hại người này người kia kiếm cái lợi vào mình, thì bây giờ chúc nó dạng sự như ý, nó làm cái gì cũng như ý hết trơn là chết luôn, phải không? Mình phải chúc là thiện sự như ý thì nó mới có lý, hoặc là chúc cái kiểu gì mà cho nó đừng có bị dính mắc ở cái chỗ đó, nó khó, cái dạng sự như ý thì nó cũng nguy hiểm quá đi. Bởi vì nhiều khi trong một câu nhưng mà mình phân tích ra cô bác thấy nó khó đủ kiểu chứ. Không cần ai chứ. Bởi vì khó, cái người học đạo là phải sáng cái tâm lên để nhiều khi mình lầm, cô bác sơ suất cái là mình lầm đó. Ví dụ như gặp người ta mà buôn bán cái gì đó, cá mắm đồ quá đó cô bác ơi, thì đâu có khi nào cô bác thấy mà trong trong chợ mà người ta buôn bán cá mà mình đi quay chợ mình nói là chúc cô mua mai bán đắt, không có đâu. Mình chỉ chúc mấy cái người mà buôn bán tạp quá không à. Còn mấy cái người mà hồi xưa mình đi quay chợ rồi có thấy là quay cá mắm đồ rất nhiều, không bao giờ mình chúc cô mua mai bán đắt, không có đâu. Rồi mình chỉ chúc những cái người buôn bán tạp quá này kia thôi. Còn mà buôn bán cá mà mình chúc cho mua mai bán đắt là người ta sẽ sát sinh thêm nhiều nữa, thì cái người đó mang cái nghiệp mà mình chúc như vậy là mình cũng tệ nữa. Thế nhưng cũng rất là khó. Rồi, thế nhưng mình kỹ lưỡng. Giả sử như thấy người ta làm cái việc gì mà có thể vướng cái nghiệp nặng quá cô bác ơi, thì đừng có khuyến khích người ta. Đúng cô bác. Thấy người ta mà buôn bán thịt cá giết mổ nhiều quá thì mình cũng nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà đừng có khuyến khích người ta. Đừng có khuyến khích. Nó có nghĩa là ví dụ như nói chuyện bây giờ năm nay làm ăn khá không, nó nói thôi nhà tôi bán được khoảng 30-40 ký thịt, cái mình cũng gì cũng tạm sống được ha, rồi thôi qua chuyện khác. Chứ đừng nói thôi mà ăn khấm khá quá ha, nhà cửa cắt khang trang, cái đó chẳng khác nào mà khuyến khích người ta làm dữ hơn nữa. Bởi vì mình kỹ lưỡng chút xíu thì sẽ giúp đỡ được người ta là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình không có bị nghiệp lại nữa. Thấy người ta làm cái việc mà nó trái với cái đạo của bác ơi, nó dẫn tới cái nghiệp nó hơi nặng nặng á, thì mình không có nên khuyến khích thêm, tế nhị kỹ lưỡng. Chứ thôi sơ suất chút xíu á, mình giống như là mình khuyến khích người ta mà không hay vậy. Rồi giờ trộn cái này lên chiên chiên cái là ăn. Rồi cái này thì chắc đã chín rồi, nhỏ lửa đi, chưa có nêm cái gì hết trơn. Đang là để miếng muối vô nè, thôi giờ này để miếng muối vô đi. Để gãi miếng muối này cho nó mặn mặn. Cầu bắp thì dễ ăn đó, nhưng mà chỉ sợ có con sâu ở trong. Sâu nhóc cho nên cô bắp cũng không mua cà gì đâu, toàn sâu khóc. Trời ơi, ghê gần chết. Cái cà nó cũng có con sâu chết ở trong chỗ, mà mình có giết nó đâu. Mua cà giờ biết sao vậy. Rồi rút kinh nghiệm còn mấy trái cà đó mới mốt xẻ rồi cô bắp. Chứ đâu có ngờ trong trái cà nó cũng có con sâu. Mình nó ăn không biết đời nào mà trái cà nhìn thấy liền bon ha. Mà tới chừng luộc cái rồi nó dễ rồi ăn, thấy còn sâu không. Ghê quá. Mà mình có muốn ăn sâu đâu. Rồi, nếm chút xíu rồi bắt đầu là chiên thôi. Để đẩy lên, hồi mấy con kiến nó vô chỗ này quá xá kiến rồi. Nó biết mình không giết nó thành ra nó kéo nhà. Kéo con, kéo cháu, kéo ông, kéo bà, kéo làng, kéo sớm gì thôi. Rồi đây. Rồi một chút nước tương. Cái này nước mắm luôn đi, nước mắm chai luôn đi. Rồi một chút tiêu luôn đi. Để đủ thứ trên đời cho nó kích thích. Tại bữa nay là ăn chay có ông cụ nó thành ra mình cố gắng mình làm cho ngon ngon. Dụ dỗ mà. Đậy cái nắp này để cho nó hâm muối cho nó. Đậy kính luôn đi. Gã muối. Rồi cái này chiên nữa là xong. Thì ở đây mình trở lại cái câu này bây giờ giả dại giả ngu cũng như nhân quý ở tù ngày xưa, lúc này kẻ ghét người ưa, bị điên nói bừa những việc vừa qua. Kẻ ghét, lúc này kẻ ghét người ưa, có nghĩa là khó vừa hết cái lòng người. Có nghĩa là cái người hiểu đạo nó khác, cái người thiện khác, người ác khác.
của cái người hiểu cao khác, cái người hiểu thấp khác. Cùng một câu chuyện cái người hiểu cao nó khác và người hiểu thấp nó khác. Ví dụ như cái người bình thường ta nghe nói ông Năm Chèo là người ta sợ con cá sấu ăn thịt người ta. Nhưng mà cái người mà hiểu cao cao chút xíu rồi đó, ông Năm Chèo là đại diện cho cái ác. Nếu như cô bác đang làm việc ác là cô bác con cháu Năm Chèo. Giả sử gì đó. Chứ đâu phải Năm Chèo chỉ là cá sấu, nó là quá hiện cho cái ác, cái bất thiện. Người ta nói là bây giờ mà cô bác làm thiện thì chừng nữa ông Năm Chèo ông nổi lên đó, là cô bác đi trên lưng của ông không sao chứ. Ông giống như cái cầu bắt cô bác qua sông vậy đó. Mà cô bác bắt thiện thì cái giác đó là thấy cái đường đi ở trong cái miệng của ông nó rộng quá đi, thành ra tưởng là cái đường đi đi vô miệng lọt vô bụng Năm Chèo. Tại nói vậy đó. Nhưng mà bây giờ giả sử như mình hiểu sâu chút xíu đó, cô bác ơi, đi trên lưng của ông có nghĩa là mình vượt qua được cái tham, cái sân, cái si. Mình gặp những cái gì mà có lợi cho mình mà hại cho người á, mà mình kiềm chế không được á, cô bác ơi, mà mình làm á, thì coi chừng là mình lọt cho cái bụng Năm Chèo, có nghĩa là cái bất thiện, mình đi trong cái con đường bất thiện mà mình không hay. Còn cái này mình vượt qua được, mình vượt qua được những cái trở ngại khó khăn thử thách này thì khác nào mình đi trên lưng của ông Năm Chèo, phải không cô? Mình đã thắng chính mình rồi, đơn giản vậy thôi, chứ đâu phải là cá sấu mới giết được mình đâu. Cá sấu chưa giết được mình thì cái tham nó giết mình, cái hơi thở nó đứt đoạn cái là nó giết được mình rồi, phải không? Thành ra trả lời cái câu này đi nó nguyên mang quá. Lúc này kẻ ghét người ưa, bị điên nói bừa những việc vừa qua. Nói bừa ở đây á, hiểu là những cái việc mà ông tiên đoán, tiên đoán ngày kia mà nó đã diễn ra rồi. Thì ở đây ông dùng cái từ nói bừa, có nghĩa là ông nói ví dụ như nói chơi chơi, nói đại đó. Nhưng mà thật sự ông nói câu nào nó trúng câu đó, không có bừa câu nào chứ. Nhưng mà ông đây ông nói nó phớt phớt quá vậy đó. Lúc này kẻ ghét người ưa, bị điên nói bừa những việc vừa qua, có nghĩa là ví dụ như thật chân pháp đấy, đúng không? Mà nó biết cái ông đức thầy ông dạy đạo người ta, ông quy tập được rất là nhiều người, nó rất là sợ. Rồi ông nói này nói kia về những cái việc mà liên quan tới cái thời cuộc hiện đại, tại giả sử vậy đi thì cái người pháp đó, họ còn sợ hơn nữa. Họ còn sợ nữa, sợ ông nổi dậy rồi bắt đầu là ông biểu tình này nọ, hoặc là nó chống lại nó rồi sao, cũng khó. Thành ra là cô bác được làm người này sẽ mất lòng người kia. Mà cái người mà có thế lực á, nhiều khi mà thấy cô bác mà bắt đầu có thế lực thì người ta cũng sợ cạnh tranh, thấy không? Ví dụ như bây giờ cô bác là một người nhân viên đi, thì mấy ông trưởng phòng cũng đâu có ngại cô bác. Nhưng mà bây giờ cô bác mà sắp sửa mà lên cái phó trưởng phòng rồi đó, thì cái ông trưởng phòng khác, cái ông trưởng phòng kia ông cũng sợ cái ghế ông lung lay đi, mơi mốt coi chừng thằng này lên rồi mình bị rớt xuống đó, thay đó. Còn giả sử cô bác là thường dân đó thì người ta không sợ nha, không? Ví dụ như cái người dân thường á, pháp nó đâu sợ. Nhưng mà cái này ông đức thầy ông đứng ra ông quy tụ được nhiều người thì nó cũng sợ vị trí nó lung lay chứ. Và người này người kia người ta mắc cái lợi ích nữa. Ví dụ như thầy ông đức thầy ông chỉ bệnh được cho bà, thì mấy ông thầy lang khác đó cô bác ơi, nhiều khi là ông thầy thất nghiệp là sao, không? Giả sử gì đó mà quân lính pháp mà nó cai trị nước mình Mỹ gì Nhật gì đó, giả sử gì đó tới cái thời kỳ mà Nhật nữa, cái thời kỳ mà năm 45, 46, 47 ô nó lu bu hệt trơn, chiến tranh thế giới này kia rồi đảo chính đủ kiểu trơn rồi, cái vụ chính trị thì nói hết thôi. Rồi thì thành ra nó lu bu hệt trơn á, thành ra là nó rất là khó khăn đối với ông đức thầy trong cái thời kỳ này. Nhưng mà cũng ngay cái lúc khó khăn đó thì ông mở đạo thì nó mới đúng thời điểm, đúng thời điểm. Còn giấc này cô bác đang yên bình nói đạo, cô bác đâu nghe giấc này cô bác đi chơi chứ. Thì giấc gói ghen sống chết vậy đó, mà nói về cái đạo nó dễ thấm hơn, à, giống như là cái giấc mà cô bác đang đau khổ nè, bây giờ đem cái đạo tới cô bác thì cô bác dễ thấm hơn, trải rồi. Trải qua rồi. Ví dụ như bây giờ mà đang giữa cái mùa đông đó cô bác ơi, mưa tầm tã mấy bữa nay đó, thì mình nói về cái lạnh ở vùng Bắc Cực, Nam Cực gì đó thì cô bác dễ cảm nhận, phải không? Còn bây giờ trời nắng chang chang ở giữa mùa hè đó, mình nói về cái lạnh Bắc Cực thì sao cô bác cảm giác được. Bây giờ mình nói đi núi đó cô bác ơi, mình sợ nhất là mình tắm lạnh lắm, thấy không? Mà cái giấc này giữa trưa mà nói về cái lạnh sao cô bác cảm nhận được. Giấc này khuya khuya cô bác hơi lạnh lạnh rồi đó, mình nói về cái lạnh đó, cô bác nó dễ thấm, phải không? Thì cái thời điểm mà ông đức thầy ông ra thì cái giấc đó là chiến tranh tùm lum hết trơn, loạn lạc đối chết đủ kiểu trơn, thì ông ra đó mới đúng thời điểm con người đi vào cái khổ cùng cực,
Thấy không? Thì bây giờ kiếm cái đạo mà để mà bám víu vào, nương nhựa dựa vào cái tâm của mình, thấy không? Tìm cái chỗ an trú cho nội tâm. Còn có lúc bình thường á thì người ta lo chơi bời này nọ không thì đâu có nghĩ tới cái đạo, phải không? Bởi vì nó cũng phải đúng thời điểm, giống như ông Ơn Quạt Ma La vậy đó. Ông Ơn Quạt Ma La đó có thấy đó, thấy không? Cái lúc đầu á mà ông Phật muốn độ ông thì đâu có độ được, nhưng mà cái lúc mà ông mỏi gối trần trồn chân, ông giết quá nhiều người á, có hơi giấc này là ông hơi hơi ngán ngẩm rồi đó. Giống như cái máy của bác chạy rất này hơi sững sững rồi đó, thì muốn ngừng nó dễ. Còn cái máy mà đang chạy suông đó cô bác ơi, cái xe của bác đang chạy suông đó cô bác, thắng gấp nó nguy hiểm, không hơi khó thắng rồi. Nhưng mà nếu như cái xe của bác nó hơi sững sững rồi đó thì rất này mình ngưng xe lại luôn, đạp thắng thì nó dễ hơn. Thì ông Ơn Quạt Ma La thì cũng trong cái tình cảnh đó, không? Thì Đức Phật là mới độ không được, bởi vì buổi sáng đó, Đức Phật ngồi quán nhân viên, còn mình không có quán nhân viên hay gì đâu, gặp ai cũng muốn độ cho muốn làm thầy thôi. Mà không đúng nhân viên không được, người ta còn ghét cái đạo thêm nữa, không? Nếu mà độ không đúng người, nói pháp mà không có đúng chỗ, ví dụ như mình nói ở đây là đúng chỗ, tại vì cô bác nghe viết rồi cũng thành thói quen rồi, cô bác mến cái đạo, cô bác mới coi những phim này. Mà đụng vào cái phim nào cũng nói tới cái đạo trên đó cô bác ơi, thì coi chừng nó phản tác dụng, phải không? Những cái phim khác thì ví dụ như người ta muốn coi tham quan du lịch chỗ này chỗ kia mà nhét cái đạo vô vậy rồi sao ta chịu được. Nhưng mà những cái nó thuần chủng về cái đạo như vậy thì nó mới đúng chỗ đúng nơi. Chứ nói chặt chỗ cái là nó cũng phản tác dụng. Thành ra ông Đức Thầy ông mở đạo vào cái thời điểm đó là nó đúng thời điểm, không? Của đúng thời điểm, cái lúc con người gặp khó khăn nhất thì người ta tìm nơi để mà dựa dẫm vào cái phần tinh thần. Thì ở đây lúc này kẻ ghét người ưa, bị điên nói bừa những việc vừa qua, có là cái việc và truyền đạo của ông Đức Thầy nó rất là khó khăn. Ông cho biết là cái người thì mến đạo, còn có người thì không, người ta ganh ghét rồi đồn thổi này kia. Kẻ xa thì mến Đức Anh, làm cho người gần ganh ghét anh khi. Đủ kiểu chứ, khó lắm. Ví dụ như cô bác mà bây giờ mà muốn giúp đỡ người này người kia đi, nhưng mà cái người mà ta hơi ích kỷ bọn sẻ này kia, ta nhìn vô là phách. Là phách được ba cắt ba đồng về đặt đi giúp người này người kia, những nghèo gớt một thân này kia, người ta giảm xỉm, phải không có? Cũng phải vượt qua chính mình, rất là khó. Rồi bây giờ cơm cái đi, cô bác ngồi đi chơi ngay vô ăn cơm cái, hơi trễ rồi. Quá sẽ kiến ra ngoài tới ngoài này tấn công. Rồi, trở lại rồi. Để kiểm tra âm thanh lại của ớt. Cái máy thì nó còn quay, nó còn chớp chớp đèn nữa, nhưng mà chỉ sợ âm thanh. Hồi rồi nãy giờ không có ngóc cái máy lên nữa nè, quay tuốt dưới đất không. Không mà cả cái phim này để nghe âm thanh chơi. Coi âm thanh lại cái nữa. Cái bữa rồi quay đường đó của ớt. Quay từ Vĩnh Thạnh lên Long Xuyên đó. Cái xe nó chạy ổ gà cọc 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 cọc, rồi nó vuột cái mic. Nói chuyện có nghe trời răng gì đâu, nói chuyện thu âm bằng cái máy trực tiếp thì đâu có nghe được, quá ồn. Nó thu qua cái mic mà cái mic nó vuột ra rồi. Mình cũng sợ vậy, chim sợ cành cong, lâu lâu cũng bị trục trặc hoài hả, chứ không có suôn sẻ. Cô bác nào có khi nào mà đi làm việc đi này kia mà cô bác suôn sẻ hoài không ta? Không có đâu, cũng khi này nó trục trặc này trục trặc kia, không có. Ví dụ như cái tâm của mình đôi khi trục trặc này trục trặc kia. Chứ nó không có yên ổn. Ví dụ như bữa thì thích nghe pháp, nhưng mà bữa nay thì nghe hài, nghe live show nó cũng vui hơn. Lâu lâu nó cũng bị trục trặc. Nó cũng khó. Nó không có trường tồn, nó không có thường hoài. Bởi vì nó gọi là vô thường. Quan tâm vô thường, cái tâm của mình nó vô thường. Có nghĩa là nó không có một ý một. Ví dụ như cái giấc này đang ngồi nghe chưa đâu biết nói chuyện chơi cũng vui vui, nhưng mà chút xíu nghe bên kia cái bà vợ ông chồng gì bắt cái hài nào nó vui vui, hoặc là live show, hoặc là tin chính trị gì đó của bác tôi, thì đang nghe bên đây cái hồi mình nghĩ bên kia
bên kia nó vui hết. Thì chút xíu là cái tâm của mình vừa khao khát biết cái đạo, nghe cái đạo, nhưng mà chút xíu cái kia nó vui hơn là nó gù quến mình rồi. Đó là cái tâm vô thường, thấy không? Quán thân thọ tâm pháp là quán đại tứ niệm xứ. Bên cái người tu thiền là phải gần bên tứ niệm xứ, đúng không cô á? Đại tứ niệm xứ đó. Cái này sơ xuất cái nó khét, để lửa nhỏ xíu luôn đi. Ngồi nói chuyện quan tâm hồi là nó khét nhà trời, nó kỳ lắm. Thấy không? Thôi bỏ qua cái đoạn đó để mình chuyên chú mình chia sẻ bên nay. Mình nói chung quay cái phim này thì cũng khá dễ cô á. Chỉ đứng đây ngồi nói thôi. Nhưng mà ngày hôm cái nó có cái hệ lụy về sau lớn lắm, cái phim này nè. Giả sử như sau này có cô bác nào mà ta coi ta tham khảo hay gì đi, mà lỡ mà mình nói chặt một cái ha, là cái hệ lụy lớn. Ta tưởng là cái mình giải thích chuyện là nó đúng đó nha, là hệ lụy lớn lắm. Nó nguy hiểm. Cũng ví dụ như một cái cây đinh, bây giờ cô bác nhổ ra đi, nhưng mà cô bác giục ở ngoài thì giấc này là nó xong chuyện rồi đó. Cái đinh cô bác nhổ ở giục ngoài là nó xong chuyện đó. Nhưng mà coi chừng mơ mốt người ta đi, người ta đạp cái đinh này mới chết lớn. Nhưng là cái hậu nó còn, là cái phim này nó còn, nó mơ mốt. Mình chặt một cái là giống như là người ta đạp đinh nữa cô bác ơi. Mình tưởng nói rồi thôi, à về mơ mốt có người nào đó người ta coi lại rồi đạp đinh, cái nguy hiểm. Bởi vì nói cái này đi rất là dễ cô bác. Nói này dễ lắm, dùng mở lên là nói chứ coi. Đâu có càng học trước học thuộc lòng này kia gì, phải không? Nhưng mà ngặt ra lỡ mà nó chặt một cái, mình bị cái tội lớn. Tại vì người ta cũng hiểu sai theo, không? Ví dụ như cô bác là cái người đi trước thôi, cô bác nói ừ bây giờ rẽ trái nha, tới đó rẽ trái đó mới đi tới núi đó. Mà ngặt cái nói chặt, nói lộn, đó lẽ rẽ phải đó mà dắt đang làm việc hay gì, nói chặt. Cô rẽ trái rồi cô bác ơi, mơ mốt người khác coi lại cái phim này, ừ tới đó rẽ trái nha, ta cũng rẽ trái nữa. Rồi mơ mốt sau có người coi phim nữa, ừ rẽ trái đó nha, rồi rẽ trái nữa. Cô bác ơi, nó chạy coi chặt có dây có dọc gì đó, bởi vì nó cũng nguy hiểm dữ lắm. Bởi vì những gì ở đây mình chia sẻ của bác đôi khi là nó không có chính xác nữa. Nhiều khi làm việc này việc kia nó phân tâm nó chặt, thành ra cô bác coi thế nào mà chính xác á, mình nên tra cứu lại. Cô bác tra cứu lại coi, ừ nó nói vậy đó, nhưng mà mình tra cố cứ nhiều nguồn, ừ có phải là gì hay không. Ví dụ như cô bác muốn mua một cái quần cái áo vậy đó, mình ghé tiệm này tiệm kia, lên shop này shop kia, mình coi cho nó mỏi mòn đi, rồi bây giờ mình mới đúc kết lại, ừ cái tiệm đó là bán cái đó vậy, là cái áo nó đẹp hơn, cái đường chỉ may nó chắc chắn hơn hay sao đó, rồi cái giá nó rẻ hơn, nó có chất lượng hơn, rồi nó nhập khẩu trực tiếp sao đó, nó có thì mình mua nó mới chính xác. Còn bây giờ a thằng thù nhảy vô đại quả shop nào á mua thì mình cũng đâu có cái sự lựa chọn, mình đâu có cái sự cân đo đong đếm thì nó đâu có chính xác được. Thường nhiều người mua đồ rất là dễ dãi, giá đại vô cái tiệm nào mua cái thôi. Dù cho những cái món đồ đó như là một cái chiếc xe, chiếc điện thoại hay gì đi, nhưng mà mua rất là dễ dãi. Mua rất là dễ dãi, trong khi kinh tế thì cũng không đến nỗi khá giả, nhưng mà mình quá dễ dãi trong cái việc mua đi, thành ra đôi khi nó sai xuất. Mua gì mình phải tra cứu cái này cái kia, tham khảo nguồn này nguồn kia, hỏi người này người kia, nếu mình không biết rồi mình mới tham khảo người ta sử dụng ra sao này kia, rồi cái shop này giá sao, shop kia giá sao, có bảo hành sao, rồi sao đủ kiểu cho ao quá, mình tra nát nước hết trơn. Ví dụ như cô muốn học đạo đi, muốn học cái đạo thì cô bác phải tìm hiểu, ừ cái đạo nó là sao. Cái ông Phật ông nói cái gì, mà cái kinh nó nói cái gì, mà giả sử những kinh đó đoạn đó cái người đó nói gì, nhưng mà mình tham khảo thử cái người khác rồi nói sao. Đủ khéo cho đó, thì mình rút ra thì nó mới chính xác. Còn nếu như nói mà có một người một mà đứng nói, ví dụ như mình đi, mình đây mình đứng nói chuyện với cô bác thì mình nói một mình nói chặt là sao. Mà giả sử như tham khảo hai ba người nói về cái vấn đề đó, mà nó có cái ý chung chung cho nó, cô bác ơi nó tương tự nhau đó, thì đúng rồi đó, nghe không? Ví dụ như ta nói cái trái dừa là khi còn tư là mình có thể uống nước được, nó rất là ngọt mát. Và cái khi dừa khô người ta có thể mà dắt lấy nước cốt, giả sử vậy đi. Thì hồi lại cái ông kia ông cũng giải thích, ừ trái dừa này khi mà chú khô thì chú có thể là làm nước cốt. Và cái lúc mà nó còn tươi á thì mình có thể đem ra chợ để bán cho tao uống nước, giả sử vậy đó. Thì nghe hai ba người nói mà nó tương tự như nhau á cô bác ơi, thì rồi giải thích về trái dừa này chắc là đúng. Đó giờ cô bác chưa biết về trái dừa nha, nhưng mà nghe người ta giải thích vậy rồi cô bác biết rồi, hai cái ý này nó hơi giống nhau rồi. Hỏi thêm một người nữa, người kia nói ừ dừa này có thể là bán được trong hai thời điểm. Thứ nhất á là nếu như chú trồng á, chú sẽ bán được cái lúc già,
Và nếu như mà chú càng gấp, chú bán được cái lúc non là cái lúc mà nó còn nhỏ, người ta thường là người ta bổ ra ta uống nước, thấy không? Và nếu dài dài có thể người ta lấy nước cốt để người ta làm bánh kẹo. Ba người, cô bác hỏi ba người rồi đó. Thì bây giờ cái ý nó tương đương, thứ nhất là ăn được già và ăn được trẻ. Thì đúng rồi, chính xác rồi. Nhưng mà thường mình không có dĩ đâu cô bác ơi, thường mình sao sức lắm. Bây giờ nghe tao nói, ừ dừa này á, cái lúc mà nó còn xanh á, còn tươi á, thì mình uống nước, già thì mình lấy nước cốt. Mới nghe con người đầu tiên vậy là mình rồi lỡ người đó nói chặt hay sao. Giả sử như mình chưa từng biết về trái dừa, khó hả? Bởi vì sơ xuất cái là nó ấy, bởi vì tham khảo nhiều nó dễ hơn quá. Kinh điển gì cũng vậy, mình học về cái vấn đề nào, ví dụ như mình thần tượng người nào đó, người nói nó đạo nói pháp, thì mình phải tham khảo cái người đó có dính danh dính lợi hay gì trong không. Có bài vẽ hình tướng này không, thì mình nghe người đó nói pháp biết rồi, từ từ mình sẽ lay cái đức tính của người đó. Nó lấy đức tính đó, chứ không phải chuyện chơi đâu. Chứ không phải mình nghe đạo cái là nó diện hoài đâu, không, mình bị lây rồi. Ví dụ như mình ở đây có cái tánh gì, tánh xấu, tánh tốt gì đó, mời mốt cô bác nghe, nghe cái phim của mình rồi, cô bác bị lây được ít nhiều đó. Người ta nói vào chợ thì sao cô bác? Vào chợ cá lâu ngày đi ra thì sao, cũng có mùi cá chút đỉnh. Còn vào cái chợ hoa mà lâu lâu mà đi ra thì cũng hưởng được chút mùi hoa thơm chứ, phải không? Nó cũng phản phát được chút mùi hương. Tôi dắt này đi ra ngoài cô bác. Cũng gần hết pin rồi, 41 phút, còn khoảng chừng 30%. Rồi xong rồi cô bác ơi, bên này quay cái máy cũ nha, chưa quay máy mới, tại máy mới chưa có cái ngõ mic, thì đang đặt hàng rồi, nữa về tới rồi mình mới quay được. Bữa hổm quay là lấy cái máy này để thu âm, còn cái máy mới thì lấy hình. Bởi vì bữa phần nào đó mình nói quay cái máy mới đó, hình như phần trước hay gì, phần trước phần này hay gì, hình như phần 15 hay gì, thì anh quay cái máy mới, cô bác sẽ thấy nó sáng hơn. Cái máy này thì nó hơi tối hơn, nó lắc lư hơn, phải không? Cái máy bữa hổm thì nó lắc lư, nhưng mà chưa xài được. Rồi mình làm YouTube cái dạng chuyên nghiệp mà thành ra là phải có hai cái máy quay, có nghĩa là cái này nó hư rồi thì mình còn quay được cái máy kia. Còn nếu như một máy là thua, giả sử như nó trục trặc rồi, cô bác phải mua máy khác này kia rồi, thường cô bác đợi cả nửa tháng, một tháng. Nó rất là lâu, tại vì mấy cái đó mình phải lựa chọn kỹ. Thành ra là mình phải có hai cái, để cái này trục trặc thì còn có cái kia là mình quay liền, nó dễ hơn. Mà nếu không thì rất là khó. Còn bữa nay thì mình quay cái máy cũ của rồi, thì coi như xong rồi. Để mình dọn chén rồi nha, chắc là 12 giờ rưỡi rồi. Có nói chuyện thì hơi lâu chút xíu. Ở đây thì lúc này kẻ ghét người ưa, bị điên nói bừa những việc vừa qua. Cái đó là cái tấm gương cho mình. Kẻ ghét người ưa có nghĩa là sống ở cõi thế gian, dù là mình người chân chánh hay cái người mà bất thiện giả sử gì đi, nhưng mà khó mà hòa hợp với tất cả mọi người lắm cô. Chỉ được phần nào thôi. Ví dụ như cô bác thấy những cái kinh điển nào mà hay nhất đi, hoặc là cái lời hay nói đẹp, sao mà nói mà tốt nhất, hay nhất, mà cô bác cảm thấy thánh nhất, mà nó không có cái gì để chê đó, cô bác tưởng tượng vậy đi, thì cô bác coi lại có dislike không ta. Những cái video mà cô bác cảm thấy mà nó hay nhất nhói gì đó, mà cô bác coi kỹ là có dislike. Nếu như được 100-200 cái like thì cũng có vài cái dislike, có nghĩa là mình cảm thấy nó hay nhất nhói đó, nhưng mà cũng có người thấy cái đó nó tào lao rồi đó.
Ví dụ như cái phim của mình bữa nay đi thì cũng vài chục like nhưng mà cũng có dislike, cũng có nghĩa là nó tào lao rồi đó, phải không? Nó đúng như người này nhưng mình nó lại sai với cái người kia, nó cũng rất là khó. Bây giờ ông Đức Thầy cũng nói đó, bây giờ cái ghét người ưa, tại vì cái người hiểu và người không hiểu, người có nhân duyên và không có nhân duyên. Đúng không? Có nhân duyên rồi thì cái gì nó cũng dễ, chứ mà nếu như không có nhân duyên rồi, một hai câu là dislike đi ra. Rất là khó, nhưng mà đã có nhân duyên với nhau rồi thì nó dễ. Nhưng mà ở đây là có nhiều cái, thứ nhất là cái thuận duyên, thứ hai là cái nghịch duyên, cũng là cái duyên nhưng mà cái duyên nghịch, vừa gặp nhau phải ưa không vô, tìm cách hại nhau hoặc này kia đó. Cái đó là cái nghịch duyên. Còn cái thuận duyên á, gặp nhau là để thúc đẩy cho nhau cùng tiến bộ. Giống như ngày xưa đi học gọi là đôi bạn cùng tiến, đứa này kèm đứa kia, đứa học giỏi kèm đứa học dở. Ngày xưa đi học có cái vụ đó đó cô. Rồi giờ nóng chưa? Bớt bớt nóng rồi, để xé sơ sơ ra cho cụ dễ ăn. Xé tay luôn đi. Cái này thì mềm mập à, dễ ăn lắm. Xé sơ sơ đi. Nóng dữ vậy ta, chỗ này dịch bệnh bùng phát rồi nữa là tùm lum hết trơn rồi, cũng hơi khó khăn không biết sao đây. Hy vọng là tất cả đều ổn, tại vì miền Nam của mình nó có hơi gần như ai cũng bị trơn, thành ra bây giờ tuy có dịch bệnh đó, nhưng mà cái tỷ lệ chết đỡ, giống như là có từng đánh giặc một lần rồi, bây giờ giặc nó có trở lại thì nó cũng đỡ. Cơ thể nó đã quen rồi. Còn bây giờ ở miền Bắc á, mấy cái đợt rồi là cô bác đâu có bị, cũng như là chưa có đánh giặc thật lần nào, cho nên bây giờ giặc nó tới rồi đó cô bác ơi, cũng hơi bối rối, cũng có chết, cũng chết cũng nhiều mà lây lan cũng tùm lum. Chứ hồi miền Nam mình thì cũng đỡ, giống như là qua rồi cái chế tốt lành gì. Cái đợt rồi cũng tiêu đều sơ sát đó, nhưng mà bây giờ ra tới miền Bắc rồi, tại vì miền Bắc hồi trước thì cô bác chưa bị, bây giờ mới bị đó. Giống như chỗ nào cháy qua một lần rồi cô bác ơi, lần sau có cháy lại thì nó cũng đỡ. Ở chỗ nào chưa từng cháy lần này cháy ra là dữ lắm, coi như nó cũng khó. Thôi vậy là mình ăn thôi. Còn cái nồi này để qua đây ăn nguyên cái nồi luôn đi, dòng ăn của đàn ông mà. Cô bác đừng có nhìn nó cỡ chết nha. Ăn nguyên nồi không hả? Còn bà dĩa gì nữa có sao ăn vậy? Rồi đi, chim chim lên cho cụ dễ thấy. Rồi chấm cái này là ăn thôi, hai cái chén cơm nữa. Ăn mà ăn mình ăn mình đó cô bác ơi, có thể mình nấu gói mì mình ăn luôn thôi, không nấu này là biết. Là mấy tiếng đồng hồ cực mình chết luôn, ăn chút xíu mà chết. Rồi cơm bữa nay hơi nhão nhão mà cơm mềm được là tốt cô bác, đỡ cho cái bao tử của mình. Cơm mà cứng cứng cái bao tử vô trong nó nhào nó nặng tội nghiệp. Còn này là nó ngồi chơi nó xơi nước không nó cũng tiêu cơm được nữa. Rồi xong rồi đó, mà con chiếc đũa nó đâu ta, đây mang xuống đây, tắt kia cái xong rồi đó. Rồi vậy là bữa nay là mình được hai câu cô bác ơi, mà cái câu nhân quý là cô bác phải coi cái sự tích được nha, mình phân tích được phần nào không. Mình được bốn câu là bây giờ giả dại giả ngu cũng như nhân quý ở tù ngày xưa, lúc này kẻ ghét người ưa bị điên nói bừa, những việc vừa qua, có nghĩa là những cái lời của ông Đức Thầy nói có thể nó đụng chạm cái quyền lợi của người này người kia, nhưng mà ông cố gắng ông nói để cho cái người đời hiểu đạo, hiểu được cái thế cuộc của hiện tại rất là nhiều khó khăn gian nan thử thách chiến tranh thiên tai dịch quả đủ kiểu cho phải không, thì ông nói ra nhưng mà nó đụng chạm tới một quyền lợi của những người khác. Nó cũng khó, được làm người này thì mắc người kia. Ví dụ như cô bác ra chợ cô bác nói chú ý nha, bây giờ rau củ người ta là có ăn thuốc gì lắm, mua kỹ lưỡng. Nhưng nếu như cái người bán mà nghe mình nói vậy thì sao cô bác, người ta ghét mình liền. Ta đã bán đồ nói vậy rồi. Nhưng mà được cái mình khuyến cáo những cái người mua để cho người ta đỡ chú ý cẩn thận kỹ lưỡng. Mấy cái rau nào mà quá tươi xanh đó, thì mình cũng đánh dấu hỏi vô nó, giả sử gì đó. Thì cái người bán ta nghe được ta chửi chắc. Thì được người này mất lòng người kia. Rồi bây giờ trở lại những cái món ăn của mình. Đây là sườn non. Ôi rồi, cúp cái máy xuống luôn rồi. Rồi, cơm. Còn cái này là đậu bắp. Rồi, chấm vô nước chấm huyền thoại của mình. Này, chấm vô đây. Rồi, là ngon lành ha. Rồi, phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Rồi, cô bác xem tới đây là fan ruột đó nha. Còn cô bác chưa xem tới đây là fan da nha. Coi 5 phút rồi, dislike cái nhảy ra là fan da đó.
Rồi nó chơi vậy thôi, nó vậy chứ ai cũng có nhân viên hết trơn, nhân viên ít nhân viên nhiều à, coi tới đây là cũng có cái nhân viên nhiều nhiều rồi đó. Có nghĩa là kiếp trước mình chắc cũng nói chuyện với cô bác cũng vài câu rồi đó, kiếp này gặp có thiện cảm, còn nếu không thì khó lắm cô, cái gì cũng phải có nhân viên hết. Và nếu như cái nhân viên mà trong cái thiện thì nó quý lắm, nhưng mà nhân viên trong cái mình nó thiếu cái thiện thì nó đưa mình đi càng ngày càng xuống không thì nó còn nguy hiểm hơn. Và phim của mình tới đây là kết thúc, rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Rồi hôm qua người ta cắt lúa định quay cho cô bác xem ở phía trước, nhưng mà ta cắt trễ quá, 5 giờ mấy 6 giờ ta mới cắt thành không có quay được. Còn nếu như bữa nay đằng sau này người ta cắt hay gì đó, thì mình sẽ quay cô bác xem cái máy mới mình quay, tại vì quay cầm cái máy trực tiếp á, thì mình quay được tại lấy âm thanh trực tiếp, còn gắn cái mic không dây giống như nấu cơm gì á, thì cái máy mới chưa có gắn cái mic không dây được, thành ra để nấu cơm để quay nó thì chưa được, nhưng mà để cầm trực tiếp vừa nói vừa quay như vậy, quay cái cảnh ngoài kia thì quay nó được, nó sẽ đẹp hơn cái máy này. Rồi vậy là phim này tới đây kết thúc, và giả sử như người ta có cắt lúa thì mình quay cho cô bác xem đó. Rồi bye bye bye.